vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Trời ban đại lộc, tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, được trời chiếu cố sau rằm tháng 7 âm lịch, cụ thể là 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch năm 2024. May mắn tưng bừng, trúng lộc lớn lắm, tiền quyển xếp đầy nhà, phất lên giàu có rực rỡ. Vâng, thưa quý vị, sinh mệnh của mỗi người đều chỉ có một, thọ mệnh có thể dài cũng có thể ngắn. Thế nhưng sống trên cuộc đời này, sao ta có thể tránh khỏi những điều phiền phức, những lúc vất vả, gian nan buộc lòng ta phải cố gắng, cắn răng chịu đựng mà vượt qua. Tử vi học cũng nói rằng, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp nhiều may mắn, ngồi mát ăn bát vàng, mà tất cả những thành công của họ đều phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, sự mệt nhọc và khắc khổ thấm vào từng thớ thịt. Trời sinh tuổi Nhâm Dần mang mệnh đắc tài phú. Số này định rằng, khi còn trẻ đã phải chịu nhiều khó khăn, vất vả túng thiếu, nhưng nhờ sự chăm chỉ, cố gắng và sống có đức độ của mình mà được bề trên chứng giám, ban cho nhiều may mắn và tài lộc. Nhưng cũng chính vì trời ban số mệnh phú quý, mà trên bước đường dẫn tới giàu có của họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, ngấm ngầm hãm hại. Những năm vừa qua, Nhâm Dần liên tiếp gặp hạn đổ ập xuống đầu, làm ăn thất bát, nợ nần triền miên không trả nổi, cực khổ vô cùng. Vào đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch, tháng Nhâm Thân của năm Giáp Thìn 2024 tới đây, chính là một tháng mà khổ nào cũng đến, họa nào cũng dính. Nếu cô bác không chú ý, vận mệnh của mình sẽ khiến tiền bạc đội nón ra đi, làm đâu thua đó, khiến cho sức cùng lực kiệt. Và trong video ngày hôm nay, Tử Vi sẽ giải đáp chi tiết tại sao tháng 7 lại là tháng mà cô bác phải tuyệt đối chú ý, những điều cần tránh là gì, có cách nào để cải vận đổi đời, làm giàu nhanh chóng, sống sung sướng khi về già hay không. Tất cả những điều đó sẽ được giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Quý vị thân mến, tháng 7 âm lịch, hay còn gọi là tháng cô hồn, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Thìn 2024. Tháng 7 bắt đầu từ ngày mùng 4/8 dương lịch, kết thúc ngày mùng 2/9 theo lịch dương. Tháng này có thiên can là Nhâm Thủy, chi tháng là Thân Kim, tạo thành thiên sinh, địa sinh, âm khí thắng thiên, nên mọi sự đều biến hóa khó lường, phải tùy cơ ứng biến chứ không được dập khuôn. Khi bước sang đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch, các thầy tử vi cũng chỉ rõ cho các con giáp phải dựa vào hoàn cảnh của mình mà mưu cầu đại sự, chớ vì tin đồn mà hồ đồ kẻo họa hại tai ương. Khẩu quyết: bớt đa nghi đi, vì thực tế vẫn luôn có những trùng hợp ngẫu nhiên. Quý nhân: Thân, Mão, tiểu nhân, Tỵ, Hợi. Màu sắc may mắn: vàng, đỏ. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Trong đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch, tử vi đúng 14 ngày cuối tháng 7 năm 2024, tuổi Nhâm Dần âm lịch, nguyệt lệnh bệnh, nên thời gian này con giáp tuổi Nhâm Dần trở nên trì trệ hơn, khá lười hoạt động. Có thể thời gian qua, dù bản mệnh đã cố gắng rất nhiều nhưng có thể họ chưa gặp được may mắn như mong đợi, nên bắt đầu thiếu đi ý chí, chiến đấu và cố gắng. Thời gian này, bạn chẳng thể đợi có ai đó xuất hiện và kéo bạn ra khỏi sự buồn chán này. Bạn phải tự tìm cách để đẩy lùi sự đơn điệu trong đời sống bằng những ý tưởng mới giúp bạn qua mỗi ngày thoải mái hơn, tương xung gây ra những căng thẳng trong mối quan hệ, từ tình cảm đôi lứa cho tới đồng nghiệp, người thân. Nguyên nhân chủ yếu là tuổi Nhâm Dần hay giận hờn. Bạn quá đề cao bản thân nên khi ai đó không làm đúng ý thì bạn giận. Đại hao khiến chuyện tiền nong cũng có thể là vấn đề mà tuổi Nhâm Dần phải lo lắng khá nhiều trong tháng này.
Có thể các vấn đề liên tục xuất hiện, khiến bạn không biết nên xử lý thế nào cho đúng. Giải thần giúp giải ách, trừ hung. Nhờ thế mà bản mệnh không lo vận hạn. Các khó khăn dù xuất hiện nhưng sau đó cũng nhanh chóng được tháo gỡ, mang lại cho bạn sự cân bằng mà bạn muốn. Thực thần dự báo, những buổi gặp gỡ, ăn uống với mọi người diễn ra khá nhiều trong tháng. Có thể chính điều này giúp bạn được thoát khỏi tình trạng trì trệ hiện tại, làm cuộc sống của mình tươi vui hơn với trải nghiệm mới cùng mọi người. Một tử vi sự nghiệp tuổi Nhâm Dần, đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm 2024. 14 ngày cuối này tuổi Nhâm Dần chỉ muốn làm việc độc lập, không thích lắng nghe đóng góp ý kiến của người khác. Vì điều đó khiến bạn có cảm giác tiến độ công việc bị chậm lại. Nguyệt lệnh bệnh nên bản mệnh cũng thiếu chủ động hơn trong công việc khi không có nhiều động lực để mỗi sáng háo hức được đi làm. Lý do có thể vì bạn thường xuyên tìm động lực từ bên ngoài nên mới xảy ra những vấn đề như thế. Ngay từ bây giờ, bạn cần học cách để tự tìm ra đam mê, mục đích. Khi đó, bạn sẽ tuân thủ sự kỷ luật hơn là cảm hứng, cảm xúc của mình. Lúc này, bạn nên dành thời gian phân tích để có được sự rõ ràng trong công việc và giải quyết những sai lầm đã xảy ra. Nếu không, việc lặp đi lặp lại những sai lầm cũ khiến chính bạn và những người xung quanh đều khó chịu. Đừng tin tưởng đồng nghiệp hay cộng sự, dù là người thân tín cũng không tới mức kể hết mọi dự định của mình ra nhé. Sự sáng tạo sẽ giúp bạn bước vào guồng quay sôi động, vui vẻ, khiến bạn thích thú ngay cả trong đời sống cá nhân lẫn công việc. Hai tử vi tài lộc tuổi Nhâm Dần, đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm 2024. Tử vi đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm 2024 tuổi Nhâm Dần âm lịch. Bản mệnh tháng này có thể kiếm được tiền nhưng có nhiều khoản chi bất ngờ xuất hiện như ma chay, cưới hỏi, sinh nhật, thăm người ốm. Nếu không thận trọng có thể phá vỡ kế hoạch tiết kiệm vào lúc này. Đại hao xuất hiện khiến tuổi Nhâm Dần khó khăn hơn trong việc kiểm soát chi tiêu. Việc mua sắm quá nhiều món đồ có giá trị cao khiến nhiều người rơi vào tình trạng thiếu tiền vào cuối tháng. Tình hình tài chính của bản mệnh trong tháng này đang không được ổn định, bạn chỉ nên ưu tiên các giải pháp an toàn nhất có thể. Thời gian này, nếu ai hỏi vay tiền bạn thì hãy khéo léo từ chối. Có thể bạn rất muốn giúp người ta nhưng cần thực tế hơn với tình hình tài chính của mình ở hiện tại. Bạn cũng đang gặp khó khăn nên chớ sĩ diện. Ba tử vi tình duyên tuổi Nhâm Dần, đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm 2024. Tử vi đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm 2024. Tuổi Nhâm Dần âm lịch, ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tới vận trình tình cảm của tuổi Nhâm Dần không hề nhỏ. Nhất là các cặp đôi xảy ra mâu thuẫn, căng thẳng kéo dài. Người độc thân dù rất quan tâm hơn tới đời sống tình cảm, nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp. Đó là lý do bạn có cảm giác thất vọng một chút. Chính lúc này con giáp tuổi Nhâm Dần mới càng để lộ ra rằng bản thân quá phụ thuộc vào người ấy. Bạn thiếu đi bản lĩnh của mình nên dễ bị u mê, vướng mắc, tình cảm không đạt được mong muốn. Trong tuần này, bạn nên học cách yêu thương bản thân. Có thể thời gian qua bạn đang đuổi theo những thứ hạnh phúc tạm bợ ở bên ngoài. Tinh thần bạn sẽ rất tích cực nếu bạn chịu thay đổi mình, chịu khó vui chơi với bạn bè, tham gia các chuyến đi thú vị cùng mọi người. Bốn tử vi sức khỏe tuổi Nhâm Dần, đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm 2024. Tử vi đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm 2024. Của 12 con giáp âm lịch, tháng này tình hình sức khỏe của con giáp tuổi Nhâm Dần khá tốt, giúp bạn thực hiện tốt kế hoạch và dự án của mình. Bạn không quá tin tưởng vào các thực phẩm chức năng, thay vào đó, dành thời gian để chăm sóc sức khỏe của mình từ thể lực đến trí lực mỗi ngày. Kết quả như hiện tại thực sự là thành quả của một quá trình bạn áp dụng cách phù hợp với bản thân. Nhị hắc nhập cung chính tây, nhắc nhở người mệnh này nên quan tâm chú ý tới sức khỏe của người thân trong gia đình, nhất là người già, đặc biệt là các vấn đề thường gặp phải như cao huyết áp, bệnh về hệ hô hấp hoặc dạ dày. Tiếp theo là tử vi chi tiết 2 tuần cuối trong tháng 7 âm lịch. Quý vị đang theo dõi video có nội dung Trời ban đại lộc,
tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, được trời chiếu cố, sau rằm tháng 7 âm lịch, cụ thể là 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch, năm 2024, may mắn tưng bừng, trúng lộc lớn lắm, tiền quyển xếp đầy nhà, phất lên giàu có rực rỡ. Tiếp theo là tử vi tuần 3 tháng 7 âm lịch, tử vi tuần 3 cho người tuổi Nhâm Dần. Con giáp này cần tìm cách khẳng định giá trị bản thân trong tuần này. Bạn nên sẵn sàng nhận công việc khó để rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh. Đừng tìm cách trốn tránh hoặc đùn đẩy cho người khác. Phương diện tài chính cũng không mấy khá khẩm, đòi hỏi bạn phải kiên nhẫn hơn trong các kế hoạch làm ăn kinh doanh của mình. Đồng thời, bạn cũng cần tỉnh táo để nhận ra những sai lầm của bản thân và điều chỉnh kịp thời. Sao dịch mã chiếu mệnh là dấu hiệu chứng tỏ tuần này để kiếm về tiền bạc và danh tiếng thì bạn sẽ phải di chuyển bôn ba khá nhiều. Vì thế, bạn không ngại gian khổ nhất thời. Đặc biệt, người độc thân có vẻ khá thờ ơ với chuyện tình cảm trong tuần này. Thậm chí bạn tìm cách từ chối phũ phàng những người có thiện cảm với mình. Bạn đang tự tạo ra một bức tường ngăn cách bản thân với người khác. Tử vi tuần 4 tháng 7 âm lịch, bước vào tuần cuối cùng của tháng, sự nghiệp của người tuổi Nhâm Dần có hung có cát trong tuần này. Bạn có thể được cấp trên ưu ái, nhưng đừng vì thế mà tỏ ra hoành hoang, trở thành cái gai trong mắt kẻ khác. Dù gặt hái được thành công, bạn cũng cần hành xử khiêm tốn bởi xung quanh vẫn luôn có người tài giỏi hơn. Tình hình tài chính có dấu hiệu sáng sủa hơn vào thời điểm cuối tuần. Hãy chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực, vật lực để khi cơ hội tới có thể nắm bắt kịp thời. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nếu nắm bắt được cơ hội này đấy. Trên phương diện tình cảm, sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Chỉ cần bạn mong muốn đến với ai thì việc thành đôi với người đó không quá khó khăn. Tuy nhiên, đừng vì thế mà trở thành người trăng hoa nhé. Với người có đôi, có cặp, bạn và người ấy vẫn chưa thẳng thắn chia sẻ mọi chuyện cùng với nhau. Nếu có điều gì lấn cấn trong lòng, hai người chớ cố tình lơ đi hoặc ghen bóng ghen gió. Nếu không nói chuyện cùng nhau, hai bạn sẽ mãi chẳng biết vấn đề nằm ở đâu. Quý vị thân mến, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Tử Vi xin được chia sẻ cùng quý vị bài học nhân sinh cảm ngộ như sau. Vì sao cổ nhân dạy một chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài? Người xưa thường có câu, một chữ tâm ấy bằng ba chữ tài. Tính cách quyết định vận mệnh, đức hạnh quyết định phúc khí. Ba kiểu tính cách có vận mệnh tốt, tính cách hiền hòa. Trong Đạo Đức Kinh có câu, thượng thiện nhược thủy nhâm phương viên. Người có tính cách hiền hòa như nước, bề ngoài nhìn mềm mại nhưng bên trong lại bao hàm năng lượng vô biên. Hiền hòa ở đây không phải là tự ti, cũng không phải là yếu đuối. Đó là biểu hiện của sự rộng lượng và chân thành. Những người hiền hòa và bao dung sẽ có nhiều bạn bè bằng hữu, nhân duyên tốt, đường đời rộng mở, vận mệnh cũng ngày càng tốt đẹp hơn. Nhà văn, nhà thơ Trần Tụng Văn có tính cách rất hiền hòa và bao dung. Tính cách này khiến những người gần gũi ông luôn cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng như làn gió xuân. Bởi vậy, mỗi khi ông gặp khó khăn, bạn bè của ông đều vui vẻ, chủ động giúp ông một tay. Người bạn thân của ông là Úc Đạt Phu luôn động viên, chăm sóc ông mỗi khi ông gặp kiếp nạn. Khi danh tiếng của ông chưa được ai biết đến, nhà văn Từ Chí Ma liên tục giới thiệu tác phẩm của ông tới những ai yêu văn học nghệ thuật. Ngoài ra, Lý Lâm Sáng, Chu Quang Tiềm là các bậc tiền bối cũng lần lượt ủng hộ và giúp đỡ Trầm Tụng Văn, giúp ông thỏa sức thể hiện tài năng. Có thể nói rằng, chính nhờ tính cách hiền hòa, dễ gần của một thư sinh thật thà đã giúp ông trở thành một bậc thầy văn chương. Một người có tính cách hiền hòa và thân thiện thì con đường đời ngày càng thuận lợi, gặp nhiều quý nhân trong đời, người có tính cách đơn giản. Nhà triết học Hegel đã từng nói, người đơn giản là người hiếm có nhất, đại đạo là trí giản, trí dị, tư tưởng đơn giản rất gần với đạo. Tính cách cũng như vậy, người càng đơn giản thì vận mệnh càng tốt đẹp. Người có tính cách đơn giản thì làm việc sẽ chuyên tâm chuyên nhất, không nhu cầu danh lợi, tấm lòng khoáng đạt vô tư. Họ sống một cuộc đời thanh thản,
không quá bận tâm đến đánh giá của người khác, cũng không dễ dàng rơi vào những cạm bẫy thế tục. Mạc Ngôn đoạt giải Nobel văn học ở tuổi 57. Lúc đó, ông đã viết được tròn 31 năm. Trong những năm tháng đó, ông luôn điềm tĩnh mà không vội vã, chỉ đơn giản là đắm mình vào công việc viết lách và sáng tác nghệ thuật. Suốt sự nghiệp viết lách, ông cũng không bao giờ vì mưu cầu danh lợi. Xuất phát điểm của ông đơn giản chỉ là phục vụ cho sở thích của độc giả. Cuối cùng, với rất nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, ông đã giành được giải Nobel văn học vang danh thế giới. Sau khi đoạt giải, ông rất lâu mới lại xuất bản một cuốn sách mới. Không ít người hoài nghi rằng ông đã hết thời rồi. Nghe vậy, ông chỉ mỉm cười thản nhiên. Sau này, ông vẫn tiếp tục cống hiến hết mình cho các tác phẩm. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh tử vi mà bản mệnh tuổi Nhâm Dần sinh 1962 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau: tượng hổ phong thủy mạ vàng. Tượng hổ là linh vật cho người tuổi Nhâm Dần, cho nên việc thỉnh tượng hổ trong nhà sẽ giúp gia chủ Nhâm Dần tăng thêm sự uy phong, khí chất mạnh mẽ và phát huy tối đa năng lực của bản thân từ trong công việc, sự nghiệp lẫn việc chăm sóc con cái trong đường gia đạo. Bên cạnh đó, tượng hổ phong thủy mạ vàng hay tượng hổ uy phong mạ vàng là mẫu tượng hành kim có năng lượng kích hoạt phong thủy rất lớn cho bản mệnh. Tượng chó phong thủy mạ vàng. Tượng chó còn gọi là linh khuyển, là linh vật của tuổi Tuất, mang ý nghĩa với con người, cả trong đời sống lẫn tâm linh phong thủy. Tượng chó nếu hợp với bản mệnh gia chủ sẽ có khả năng chấn trạch, bảo vệ chủ nhân thoát khỏi những bận hạn xấu, và thay vào đó là những tin tốt lành, niềm vui. Theo quan niệm của người Việt, mèo đến nhà thì khó, chó đến thì nhà thì sang. Chính vì nằm trong bộ tam hợp, nên tượng chó phong thủy mạ vàng là vật phẩm nên có trong gia đình tuổi Nhâm Dần. Tượng ngựa phong thủy mạ vàng, như đã đề cập, người tuổi Nhâm Dần không nên bỏ qua linh vật phong thủy có tác dụng yểm trợ sự may mắn, công thành danh toại mà tượng ngựa phong thủy mạ vàng mang lại. Ngoài ra, linh vật ngựa rất phù hợp cho người tuổi Nhâm Dần sinh 1962, đang làm việc hành chính hoặc hoạt động chính trị. Ngựa là linh thú đứng đầu trong các loài thú lành. Ngựa sẽ giúp gia chủ tuổi Nhâm Dần chống lại những lời gièm pha và tăng cường quyền uy. Tượng thần tài mạ vàng, thần tài có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh. Trong quan niệm phong thủy của người Việt, dường như trong mỗi gia đình đều thỉnh tượng thần tài trong nhà, với niềm tin sẽ được thần phò trợ, bảo vệ của cải và giúp tăng thêm tài lộc. Trong số các tượng thần tài, thì gia chủ Nhâm Dần nên chọn tượng thần tài mạ vàng sẽ phát huy được tính năng phong thủy tốt nhất cho gia chủ mệnh thủy. Tỳ hưu mạ vàng. Tỳ hưu là vật phẩm phong thủy mạ vàng, phù hợp với tuổi Nhâm, Dần thích hợp với các vị trí từ trong nhà, nơi làm việc, cửa hàng kinh doanh. Đây là tượng phong thủy rất được các doanh nhân, người buôn bán ưa chuộng, bởi người ta tin rằng tỳ hưu là linh vật chỉ ưa ăn tiền và chỉ ăn chứ không nhã, tức giúp gia chủ thu hút tiền tài mà không sợ tiền tài bị thất thoát, hao hụt. Đặc biệt, tỳ hưu phong thủy mạ vàng còn mang đến tính năng phong thủy lớn nhất cho gia chủ tuổi Nhâm Dần, giúp gia đình bạn hóa giải điềm xấu, đem về may mắn cũng như hút tài lộc, thiềm thừ phong thủy mạ vàng. Đây là vật phẩm không quá xa lạ trong đời sống tâm linh, tín ngưỡng của người Việt. Vật phẩm xuất hiện trong hầu hết các bản thờ thần, với tác dụng hỗ trợ phong thần, cụ thể là thần tài mà gia đình thờ cúng, qua đó giúp cho tính năng phong thủy của các tượng thần được phát huy tối đa. Thiềm thừ phong thủy mạ vàng được chế tác tinh xảo, sắc nét từng chi tiết nhỏ,
Khi thỉnh tượng thiềm thự phong thủy, gia chủ Nhâm Dần nên lưu ý, quay đầu tượng hướng vào bên trong hay hướng về các tượng thần để thu hút tài lộc. Đón phú quý vào nhà, thuyền phong thủy mạ vàng. Thuyền phong thủy mạ vàng thuộc hành kim và thủy, hợp bản mệnh gia chủ tuổi Nhâm Dần. Trong phong thủy, thuyền buồm được xem là nền tảng cho sự thành đạt. Đồng thời, thuyền buồm với ý nghĩa thuận buồm xuôi gió, mang đến bước tiến mới về công việc kinh doanh, buôn bán, làm ăn mọi sự thuận lợi. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Trời ban đại lộc, tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, được trời chiếu cố sau rằm tháng 7 âm lịch, cụ thể là 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch năm 2024. May mắn tưng bừng, trúng lộc lớn lắm, tiền quyển xếp đầy nhà, phất lên giàu có rực rỡ. Từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.